khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng đồng nai bệnh nhi mắc sởi đông kính không còn bất cứ giường bệnh nào trống thậm chí dù là các bệnh nặng cũng phải nằm hai bé mỗi giường ngay cả hành lang cũng được tận dụng để bệnh nhi có chỗ nằm chữa trị em bé này mới gần 8 tháng tuổi và đang phải thở oxy do mắc bệnh sởi hơi thở nhanh và mệt khiến chị vi mẹ bé lo lắng đứng ngồi không yên theo mẹ bé 4 ngày đầu bé bị sốt gia đình cho đi khám tại phòng khám tư và uống thuốc nhưng không đỡ. Và hai ngày sau đó, khi vào bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, bé được chẩn đoán mắc sợi và đã biến chứng viêm phổi nên được chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Quen thì hồi sáng nay bác sĩ bảo là bị bé đang bị viêm phổi. Dạ giờ đang chúng đang cho truyền thuốc kháng sinh, sợ bị di chứng nhiều thứ chị. Dạ, đấy là đang bị sợ rồi sợ là sau này di chứng, đấy là sinh ra nhiều bệnh khác đó. Dù Đồng Nai đã thực hiện tiêm vét vaccine sởi, nhưng từ đầu tháng 11, bệnh nhi nhập viện do sởi vẫn tăng cao và tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày, khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tiếp nhận từ 30 đến 40 bệnh. Khoa phải chuyển bệnh sang các khoa khác vì không còn chỗ nằm. Khoa chỉ có 110 dân bệnh nhưng đang phải chữa trị cho 170 bệnh nhi. Phần lớn đều có biến chứng là viêm phổi. Trong đó có khoảng 20 đến 30 ca phải thở oxy và CBAB hoặc phải chuyển đến khoa bệnh nặng bệnh đông, đồng nghĩa ca nặng sẽ tăng cao và nguy hiểm nhất là đồng nay đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sởi. Anh xin cho bé về à, để tự ý điều trị bên ngoài. Thì à, sau khi bé nhập viện thì à, đã được làm xét nghiệm, đã được tiêm một mũi kháng sinh rồi. À, tuy nhiên lúc nhập viện thì em bé đó chưa có siêu hấp. À, tuy nhiên về nhà thì không rõ điều trị như thế nào mà khi mà nhập viện 2 ngày hôm sau thì buổi sáng chủ nhật thì em bé đã vô viện đã có hiện tượng siêu hấp là tim rời rạc khả năng đã đã ngừng tim từ ở nhà thì em bé này đã được cấp cứu nhưng mà vô hiệu à, xét nghiệm trả về cho thấy em bé này có dương tính hôm đó mình đã có làm xét nghiệm về sởi thì em bé này dương tính với sởi theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến ngày 14 tháng 11 toàn tỉnh đã ghi nhận 1.893 ca mắc sởi trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ có 3 ca trước sự tăng nhanh và diễn biến phức tạp của bệnh sợi các bác sĩ nhấn mạnh các bậc phụ huynh khi thấy trẻ sốt liên tục thở nhanh ăn uống kém và mắc sưng thì người nhà cần đưa trẻ nhập viện ngay để bác sĩ theo dõi chữa trị tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống bất cứ loại thuốc đông y trong việc chữa trị sợi mà không có sự cho phép của bác sĩ